Việt Nam nè. Lấy nước thịt, nước cá, chấm rau. Ngon. Cơm coi ngon quá vậy. Đó, nó kêu gì ngộ quá trời, là làm con mấy gì tưởng là bánh mì. Một cái này đó là kêu là bánh mì tô, bánh mì tô hay là supreme. Giờ ai kêu tưởng hai món khác nhau, ai giờ thành ra có một món là giống như cơm gì? Hello anh em, hôm nay mình mời anh em cùng với mình đi ăn trưa ha. Coi công nhân nhân viên của tụi mình ở bên đây ăn uống như thế nào, có giống như anh em mình ở bên Việt Nam ăn trưa không. Thường thì tụi mình ở bên đây có khoảng 30 phút bạn. Nếu mà mình muốn về sớm thì mình lấy 30 phút, còn mình muốn ở lại trễ hơn thì mình nghỉ trưa lâu chút xíu. Cho nên thường thường là mình một là mua đồ ở trong mấy cái máy ăn, hoặc là đem cơm từ nhà, hoặc là mua ra những mua chia những đồ ăn trong những chiếc xe này. Thì hôm nay chỗ mình á, chỗ trong cái sân đậu xe của tụi mình á, có 3 chiếc xe đồ ăn. Một trong chiếc này thì có cái xe bán đồ ăn Việt Nam luôn các bạn. Nhưng mà trước khi anh em cùng với mình đi ăn đồ và trò chuyện như, cũng giống như trò chuyện với mấy anh bán hàng này á, thì anh em mình sẽ tìm hiểu chút xíu về cái công nghệ xe thực phẩm nha. Nó kêu cho nó ngầu. Và cái xe bán hàng này nè cũng khá là thịnh hành, một kiểu mà giống như một vốn bốn lời các bạn. Nghe mấy anh nói thì giống như anh này nè, nói anh Việt Nam này nè, nó đắt lắm. Tụi ảnh giống như book hết từ không có thời gian đi trở quầy trở lại đây bán luôn các bạn. Phải có tới tháng 7 nó mới có giờ rảnh. Cho nên anh em mình tìm hiểu chút xíu về cái công nghệ này ha. Theo như mình tìm hiểu thì một chiếc xe như vậy là có giá từ 50.000 cho tới 175.000. Hoặc là mình có thể mua xe cũ hơn thì nó khoảng 30.000. Hoặc là mình nếu mình không muốn mua bỏ tiền nhiều thì mình có thể thuê mướn các bạn. Nó khoảng mấy ngàn một tháng gì đó, mình quên mất rồi. Rồi với lại mình thấy cũng có nhiều kiểu lắm bạn. Có xe thì nó có luôn giống như chiếc xe truck nhỏ nhỏ, rồi có cái máy chung luôn, rồi có cái thì chúng chỉ là một cái thùng, rồi có lấy xe thường kéo theo. Câu đầu tiên mà mình hỏi là làm chủ một chiếc xe thực phẩm như vậy có lợi có lãi nhiều không? Thì theo như mình được biết là trung bình một chiếc xe như vậy là có lợi thu về khoảng 250.000 cho tới 500.000 một năm, thì trung bình ra khoảng 700 cho tới 1.400 một ngày ha. Mà cái con số mà họ đưa ra có vẻ như nó hơi bao la chút xíu các bạn. Cho nên mà vì vậy mình có thể giúp mình được tính toán được cái tiềm năng lợi nhuận cho một cái xe thực phẩm. Từ đó mình có thể đưa ra hoặc là mình phát triển ra một cái dài một cái chiêu gì đó để mà tối ưu cái lợi nhuận của mình ha. Không biết bên Việt Nam mình những chiếc xe thực phẩm này nó có thịnh hành không các bạn. Nhưng mà bên đây mình thấy đi nhiều cái thành phố rất là thịnh hành luôn, chỗ nào cũng có. Mà không phải là bán ở trên chiếc xe vậy thì những cái giấy phép, những cái an toàn thực phẩm là không có. Mà nó vẫn như bắt buộc như là một cái nhà hàng nha các bạn. Đầu tư vô một cái chiếc xe thực phẩm này là một cái đầu tư rất là tuyệt nha các bạn. Mà thường là những cái chiếc xe mà nhượng quyền ấy, thì nó dễ thành công hơn. Họ nói là một cái xe nhượng quyền ấy, thường thường thu nhập thấp nhất ấy, cũng phải là 6 chữ số, là khoảng trên 100.000 các bạn. Mấy em biết có cái món gì ở Mỹ thịnh hành nhất không? Barbecue các bạn, không phải grill nha các bạn, barbecue. Nó là được đánh giá là cái món hàng mà chuộng nhất mà cũng là lợi nhuận cao nhất đối với những mấy cái xe thực phẩm. Với lại cách nấu cũng đơn giản, chỉ có vài cái món gia vị này nọ thôi. Mặc dù có một cái số bất tiện giống như do cái không gian bếp nó nhỏ này nọ, nhưng mà cái chi phí vận hành này của chung một chiếc xe này rất là nhỏ, lợi nhuận rất là cao. Chỉ cần 1-2-3 nhân viên là có thể làm, có thể mở. Giống như cái xe của anh Việt Nam này chỉ có hai vợ chồng làm là đủ rồi. Ảnh ngồi lấy order này nọ, rồi chị thì làm ở trong kia rồi gói. Còn bên đây chiếc xe, không biết xe này là đồ ăn gì á, có vẻ như là đồ ăn mễ nhiều hơn các bạn. Đủ kiểu nacho, Mexican salad, rồi tùm lum. Now you thịt heo, thịt heo, okay, yeah. Có cái gì ngon không? Có gì lạ cho mình review? Cái premium bone có cái peanuts ở trong đó. Cũng là kiểu đồ ăn Việt Nam luôn phải không? Yeah. Cái đó đẹp ha.
cái đó đẹp hơn. Cái đó đẹp quá. Chị lấy cái đó đi ha. Có cái carrots, daikon, có cilantro, có dưa leo, có hết. Đẹp. Hai cái này nó khác nhau nhiều không ạ? Cái bánh mì bô với cái premium bô á, nó giống nhau không? Giống nhau, mà cái premium bô có cái peanuts ở trong đó. Lúc mình mới vừa tới cái chỗ cái xe này á thì mình không biết ảnh có biết nói tiếng Việt không, tại nhìn ảnh thấy giống người Mỹ lắm. Xong cái ảnh hỏi mình Việt Nam hả, cái bắt đầu nói tiếng Việt, anh nói là ảnh bà ảnh là người Mỹ, mẹ là người Việt, nhìn ổng không có giống người Việt nhưng mà ảnh rất là giống mẹ của ảnh, và ảnh nói tiếng Việt hay quá vậy, nhưng mà vui lắm. Lâu lâu đi làm mà có cái đồ ăn Việt Nam tới ngay chỗ mình á, nên cũng vui mà. Cho nên mình hỏi ảnh khi nào trở lại nữa, anh nói chắc phải là khoảng một tháng nữa. Tại vì của ảnh á, người ta đặt kín hết rồi, ảnh không có thời gian rảnh để mà đi ngoài như vậy. Giống như là ở nhà mình có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi á, là đặt cho ảnh thì ảnh đem xe, ảnh đem đồ lại, ảnh nấu ngay chỗ nhà mình luôn á. Cho nên ảnh không có thời gian nhiều. À, mình cũng mong là ảnh trả lời được nhiều đó, mình lâu lâu mình ra đây ăn đồ ăn Việt Nam này nọ chơi vui khỏi mà không đi xa vậy. Có khi trưa chút xíu có mấy xe cà rem nữa, mấy xe kem á vậy. Này có cà phê này nọ ha. Đó, kiểu nha. Rồi chút xíu mình vô trong mình quay sơ trong cho mấy bạn coi cho mình ăn ở trong á, thì ngoài cái giống như mình đi ăn ở đây nếu mà muốn ăn ở đây mình đi ăn chỗ nào. Có thể cũng có thể ra ngoài ăn nữa bạn, nhưng mà nhiều khi mình lười hay gì đó mình ăn trong vòng chiếc xe này, hoặc là mình mua đồ ở trong đem đồ ăn thức ăn cũng được, hoặc là mua đồ trong máy các bạn. Gặp mới thấy cái xe đồ ăn này nó khác nhau. Ở đây chỉ có cái thùng thôi, tại dùng chiếc xe truck hay là chiếc xe Hummer gì, xe bự bự này nè, kéo ha. Rồi có cái chiếc xe thì nó có luôn cái máy luôn. Mà những chiếc xe này là người ta khi mà ta đem tới, người ta không cần nối điện từ trong nhà mình ra, trong văn phòng mình ra đâu. Người ta có mấy cái máy, người ta tự chạy luôn bạn. Nó cũng ngầu lắm. Rồi nhiều khi trưa vậy cái có xe cà rem, xe kem đồ này nọ tới ăn, rồi cà phê đủ kiểu hết à, vui lắm. Nhưng mà giá thì nó cũng hơi cao cao chút xíu như vậy. Một cái phần giống như mình ăn hồi nãy á, mình mua là tới 15-16 đồng một phần ăn. Trong khi đó mình nhiều khi ra ngoài nó rẻ hơn, hoặc là một cái giá một cái phần ăn vậy thì bằng giống như một phần buffet tàu luôn rồi bạn. Buffet tàu nhiều khi 15-16 đồng à. Đẹp ha. Mà nhìn cũng đẹp, nhưng mà mình có một cái là mình hơi bị thất vọng, là mình tưởng là bánh mì là, khi mà nói bánh mì tô, cái là mình tưởng tượng như cái ổ bánh mì nhưng mà để trong tô cho mình dễ cầm, cho người Mỹ dễ ăn. Ai giờ giống như cơm tấm nha các bạn, nó có thịt nướng rồi có dưa chua, dưa leo, salad này nọ, gần giống như cơm dĩa cơm tấm của mình, chỉ thiếu bì sườn chả, bì chả này nọ, trứng này, rồi thiếu nước mắm chua ngọt ha các bạn. Đây có thịt nướng với là dưa chua thôi. À, như bữa mình lười nữa hoặc mình hà tiện nữa các bạn. Thì mình ăn mình mua mấy cái mì ly trong này nè. Ở đây cũng có nhiều lắm. Mà nó bán mắc ghê lắm. Một ly này á, như trong chợ có 25 hay 30 sen thì ở đây nó bán 2 đồng. Nó bán ghê. Ở này ở ngoài họ đem vô á, họ đem vô họ để chứ không phải là của cơ quan bán đâu như vậy. Cơ quan họ đã cho mình cái tiền ăn giống như chỗ mình nói hồi nãy á, là trong cái thành phố này là 64 đồng. Cái này cũng vậy đó mà. Nước ăn đồng mắc vậy. Còn mấy cái hộp đồ ăn mà mình để bỏ vô microwave này nọ, ở ngoài mình mua 2 đồng rưỡi để bán 5 đồng. Mình mua 2 phần cơm xong thôi, bây giờ mình đem về ăn với mấy người bạn của mình. Mấy bạn cùng ăn với gia đình mình ha. Má mình ở nhà sợ không có rau nên hấp cơm, cái bỏ mấy cái đầu bắp vô hấp luôn. Cảm giác giống như ở dưới quê mình hồi xưa, ở dưới miền Tây mình hồi xưa các bạn. Lúc ăn cơm hay làm vậy nè. Bởi kiếm cơm coi ngon quá vậy. Rồi nó kêu gì ngộ quá trời lên làm con mấy gì tưởng là bánh mì. Một cái này đó là kêu là bánh mì tô. Rồi cái này là supreme. Rồi ai kêu tưởng hai món khác nhau, ai giờ thành ra có một món là giống như cơm. Cơm với này giống như là cơm thịt nướng của mình vậy đó. Bán thịt quá trời. Anh kêu là ảnh là má anh là người Việt, ba anh là người Mỹ. Một tháng ông trở lại chỗ làm có lần được rồi, tại vì người ta đặt cổng đi chạy vòng vòng hết rồi. Đắt quá trời luôn. Mà cũng hơi mắc lắm á. Một phần vậy mà hai phần đó mà là 31 đồng. Tính ra cái là 15 đồng, cái là 16 đồng.
rộng thôi. Cũng hơi mắc. Trả lại cái món ăn ở nhà mình. Lẽ này là trưa ăn trưa luôn, nhưng mà mình đem về nhà mình ăn chung. Cái này thì cái này là đậu bắp má nấu trong cơm nha. Cái này là thịt kho gừng. Thịt kho gừng. Thêm cái mắm mắm chân. Mắm cá lóc. Chân. Mà ăn ngon cả quá. Không hết. Rồi ăn thử cái ngon không? Sao? Có thấy giống cơm thường hay là giống cơm tắm hay là giống gì? Nó trong này cơm mà có đậu đỏ, đậu trắng làm lạ lạ. Đậu phộng ha. Ừ, đậu phộng nữa. Rồi cái này giống như là cái gì ta? Cái này dưa chua hả? Dưa chua hả? Bả tẩm ha. Ừ. Dưa leo, dưa chua. Ngon đủ hết á. Mà chỉ hình như là không có nước mắm ha, thiếu nước mắm. Đó, ăn cái này chắc không có nước mắm để mình vừa ăn. Với lại chắc bán cho Mỹ rồi này kia đó, nó phải kiểu Việt Nam. Thấy đường bà? Thấy đường không? Thấy được. Ngon không? Giống đồ ăn Việt Nam không? Không nghe luôn. Không giống lắm nhưng mà ngon. Nếu mà anh em mình có ở trong khu vực này mà muốn muốn cần đây nè bạn. Gọi cái số này là người ảnh là người biết nói tiếng Việt luôn các bạn. Rồi bây giờ tới mình. Cái này dịch này là ở nhà mình kho. Mà cơm này là mình cảm giác như má mình cũng nói giống như cơm trộn quá, tại vì để đủ thứ vậy nè. Chứ không có phải giống như cơm tấm của mình để lên cái. Nhưng mà thôi kệ, để ăn thử cái nha. Có đậu phộng này nọ, hơi lạ lạ. Giống như cơm tấm thịt nướng. Cũng giống lắm. Chắc một phần là không có nước mắm. Nên nó hơi không giống lắm. Ăn thì cũng được. Con lấy miếng chanh con dắt vô, giống gì có nước mắm. Cái gì nướng thì ngọt ngọt thịt đó. Thì ngọt ngọt giống như thịt nướng của mình. Mà hơi mắc chút xíu. Cái này mới giống như Việt Nam nè. Lấy nước thịt, nước cá, chấm rau. Ngon. Giống như nhà quê mình đó. Ngon. Đậu bắp nữa. Đậu bắp bẩm là cơm có khi không chín. Nó chín không? Ngon. Vừa chín ngon. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng với gia đình mình ăn trưa từ mấy cái đồ ăn của mấy chiếc xe thực phẩm, cũng giống như tìm hiểu sơ qua về cái ngành kinh doanh xe thực phẩm này ở Mỹ ha. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong mấy video sau.